Xin chào mọi người, trở lại với cả gameplay Tadin trong tay của người chơi GB. Để xem là ván thi đấu này thì GB có cầm con Tadin này một cách hiệu quả hay không đây. Khi mà hiện tại với meta này thì Tadin vẫn chưa phải là một vị tướng quá bị A-meta cả. Thậm chí rằng là nó còn là một trong vị tướng hot pick ở trong những cái trận đấu chuyên nghiệp. Thời điểm hiện tại thì ngoài Teresa là bị cấm nhiều đi thì Tadin có lẽ là vị tướng mà thường xuyên được cấm ở cái round cầm thứ hai rồi. Và team địch đã pick cho mình đó là Rion rồi thì chắc chắn là GB sẽ có được Tadin thôi. Không một ai có đủ sức cạnh tranh cái vị tướng này khi mà bên địch đã có pháp sư rồi cả. Để xem nào, với việc là đánh Tadin thì mọi người nên mang cho mình đó là phép bổ trợ tốc biến. Bởi vì Tadin là một vị tướng mà không hề có cái bộ chiêu thức nào giúp cho anh ta có khả năng thoát thân cả. Thậm chí ra khả năng khống chế cứng của Tadin để có thể tiếp cận đối phương cũng là không có quá nhiều. Khi mà chỉ có ngoài cái kiếm trận được mở ra chặt xuống thì nó chỉ là ngăn cách địa hình mà thôi, chứ không hề gây ra một lượng choáng hay là làm chậm vào đối phương. Trong khi đó thì team địch đã có được Zaid và Amara rồi. Như vậy lượng khống chế của team địch nhìn qua đang là khá là nhiều với con bà Rion cũng là Amara này. Orb pick cho mình đó là tướng kéo này à. Có Ryu này thì để đánh giá nó không phải là một vị tướng mà quá mạnh ở cái giai đoạn cuối của trận đấu. Nó chỉ là gây áp lực ở đoạn đầu mà thôi. Trong khi đó thì BSman cùng với đó là Keynote, hai vị tướng xạ thủ được pick như vậy là bên phía đội của GB đội xanh quyết định là đánh một vị đội hình hai xạ thủ với Jin cùng với đó là Lily. Bên kia thì cũng tương tự như vậy, Kiza và Zed được chọn rồi. Và Marco và Rion, để xem là ván thi đấu này thì Tadin đi đường với cả vị tướng ở đây. Nếu như để đánh giá ở những kèo mid thì Tadin thường là chỉ từ hòa kèo trở lên mà thôi, khi mà đây là một vị tướng khả năng dọn dẹp lính khá là nhiều và nhanh. Trong khi đó thì nếu như để đi đường với cả Rion thì chắc chắn là Tadin sẽ là người hơn kèo rồi. Nhưng nếu đánh với Marco thì hơi khó, bởi vì Marco thì như các bạn biết rồi đấy, nó là một vị tướng có cái sải tay khá là dài, cũng như cái khả năng dọn dẹp lính của nó nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Tadin nữa cơ. Như vậy thì rất khó để cho GB nếu như mà phải đi đường với cả Marco ở trong ván thi đấu này. Trong khi đó thì Caroline được chọn đến từ người chơi Lê Nhi, một vị tướng SP mà mới được cập nhật ở trong cái phiên bản gần đây. Đi cùng với đó là Lina thì phải. Hiện tại thì những cái vị tướng đi mid ở trong cái đấu trường Vinh Quang vẫn chưa phải là quá nhiều. Vì vậy là chúng ta thường xuyên là thấy được rằng là Tadin vẫn luôn luôn được là một trong vị tướng được ưa chuộng nhiều nhất. Hiện tại thì Tadin thì mọi người nên ép cho mình đó là cái bảng ngọc mang sát thương phép giảm ra rồi chiêu là nhiều hơn. Điểm yếu duy nhất của Tadin tôi nghĩ rằng là đó là không có khả năng hồi phục mana quá nhiều. Như vậy là nếu như đánh Tadin thì nên là chọn cho mình lên như kiểu là cái phong linh hoặc đó là cái giáp ngọc. Và nếu như các bạn mà muốn chơi cái thiên hướng phòng thủ nhiều thì nên là lên cái giáp ngọc dành cho Tadin. Còn nếu như muốn tấn công thì tăng thêm khả năng cơ động thì đó thì phong linh là một cái món đồ mà mọi người nên là hướng tới. Ngoài ra thì cái bùi đồ của Tadin hiện tại theo một số những người chơi ở những cái bậc danh cao như là GB ở đây chẳng hạn, thì mọi người nên là hướng theo đó là cái cho tàn là cái trang bị đầu tiên. Ở ngay sau đó thôi thì có lẽ là cái giày khai sáng, một cái món trang bị mà không thể nào mà thiếu dành cho những người chơi pháp sư được. Trong khi đó thì ở món đồ tiếp theo thì nên là lên đó cái băng cầu, phong linh hoặc là giáp ngọc. Tiếp theo cuối cùng có thể là mọi người lên cho mình một cái đồ xuyên kháng phép hoặc là cái mũ tử thần cũng được. Đây đều là những cái trang bị tăng sát thương phép đợt. Còn nếu như một người chơi nào đó muốn đánh theo một cái lối chơi an toàn thì tốt nhất là các bạn nên lên theo cho mình đó là cái giáp hồi sinh ở đoạn cuối của trận đấu. Để xem nào, với việc là có cho mình trong đội hình con bà Ryu này thì nên là tiến sang và chủ động ganh ngay từ những cái level đầu đi, khi mà Ryu cái áp lực của anh chàng này ở dạng đầu khá là lớn. Cắm thẳng qua mắt sang tường đến từ người chơi GB này để biết được rằng là đối phương ăn bãi rừng nào trước đây. Đây, như vậy là GB đối đầu với cả Rion ở khu vực đường giữa rồi. Ra thẳng luôn nâng kin 2 trước, quét kiếm thẳng mặt của đối phương. Saluki đang cố gắng thi đấu hổ báo đây, nhưng GB đang giữ kèo thì phải. Lên level 2 rồi, Orb có mặt ở đây rồi. Để xem là có kéo trúng hay không đây. Vẫn cần một lần kéo nữa để đưa Saluki ra khỏi cái trụ này. Kéo là chuẩn xác, nhưng sát thương bây giờ là chưa đủ, khi mà hiện tại GB mới chỉ có cho mình được một cái bộ kỹ năng mà thôi. Mới lên level 2 mà chưa kịp lúc cho lắm. Và với việc là bị cầu máu thì các bạn nên là lui về ở sâu trong cái trụ này, khi mà những cái trụ ở dạng đầu trận đấu nó hồi lại cho chúng ta khá là nhiều những cái lượng máu, mà chỉ 25 máu một giây thôi, khá là nhiều. Trong khi đó thì Orb tiếp tục là ra đây và áp lực thảm hồi của Saluki khiến cho anh chàng này đang khá là khó farm và khoảng trống được nhường cho Tadin của GB. Với việc là được chăm sóc nhiều này thì tôi nghĩ rằng là ván thi đấu này GB sẽ khá là xanh xao đây.
khi mà hiện tại đây, một người chơi mà đường mid thì chúng ta nên là mua nhiều những con mắt kiểm soát, những con mắt tím như này để cắm thẳng ở khu vực hai bên bìa rừng hoặc vào những cái bụi nơi mà tướng rừng của đối phương thường xuyên đi qua. Bởi vì Taryn mà bị gank thì rất khó thoát, trong khi đó Lily bị bắt ở đây rồi và bắt buộc phải lùi về mà thôi. Không nên thi đấu quá hổ báo, kéo vừa rồi là không chuẩn đến từ người chơi ọp này. Vẫn còn trên mình đó là con mắt kiểm soát dịch chuyển quang học lao lên bắn đến từ vị trí của TCM, nhưng dòng xin lỗi có mặt đây rồi. Taryn chỉ thực sự mạnh khi mà bước lên ngưỡng trang bị đó level 6 mà thôi. Khi bước lên cấp độ level 6, khi mà Taryn với cái chiêu quấy phán xét của mình, ui kéo quá hay từ ọp luôn rồi. TCM bắt buộc phải chạy đi, không cần tốc biến lên, và bây giờ thì ọp có được một điểm hạ gục. Nhưng nên nhớ rằng là GB bây giờ lượng mana của anh ta không còn quá nhiều nữa rồi. Kéo tiếp tục là chuẩn vào ngực Saluki, sát thương được dồn và một phi kiếm mà thôi, và GB có được thêm một điểm hạ gục nữa rồi. Liên tục với tình huống kéo rất chuẩn xác, tiếp tục là kéo trúng rồng siêu lộ bị dồn sát thương để xem nào lướt đi được với cái đòn trừng phạt của mình. Có thể thấy được rằng là với việc được chăm sóc nhiều ở giai đoạn trận đấu này thì rất dễ chơi cho Taryn thôi. Ở cái giai đoạn khoảng 5 phút đầu trận thì Taryn dường như là không có quá nhiều những cái sự lựa chọn để có thể solo kill đối phương, mà chỉ tập trung farm để có thể cấp độ 6. Thậm chí rằng là khi cấp độ 6 rồi, Taryn cũng không thể nào mà có thể chủ động solo kill đối phương được. Mà lối chơi của Taryn mọi người thường thấy đó là dình xem là trên bản đồ mục tiêu nào mà ít máu thì bật phán quyết lên và kết liễu đi được mạng của đối phương mà thôi. Ngoài ra có một cái tip đó là khi mà chơi Taryn mọi người nên lên cho mình đó là cái băng cầu, cái cho tàn, để có thể từ xa mà khi mà chiêu quấy phán quyết được nổ ra là có thể làm trận đối phương. Đôi khi đó là một tình huống gắn CC vào đối phương mặc dù là mình không có mặt ở đây. Và nếu có thể thì mọi người nên là xin rừng của đối phương, xin rừng của đồng đội, xin những con bùa xanh, khi mà hiện tại thì Taryn không phải là một vị tướng có khả năng hồi phục mana quá nhiều như tôi đã nói dần đầu trận đấu. Đấy, liên tục cắm mắt ra để quét đi cái lượng tầm nhìn của đối phương. GB hiện tại đang muốn di chuyển xuống khu vực đường dưới này, nơi mà cả Amara lẫn Zayt có mặt đây rồi. Amara lao vào hơi sâu, Kinnert có được một điểm hạ gục rồi, đánh hay quá rồi. Ủi về thành công đến từ vị trí của Lady. Và bây giờ TCM bị bắt lại, trong khi đó Taryn có được mạng của TCM rồi. Miad thì sao đây, Miad đang cố chạy, có cho tàn trên người của Taryn. Tốc biến qua tường không, tốc biến luôn qua tường, nhưng độc độ ngay Saluki ở đây, quá đen dành cho người chơi Taryn này. Tốc biến qua tường ăn ngay một cái tình huống lôi thiểm vào đầu, khiến cho Taryn không thể nào mà sống sót được. Có thể thấy rằng là khi mà Taryn mà đã sử dụng cái tốc biến này rồi thì công cụ thoát theo giao tranh của anh ta là không quá nhiều. Vừa rồi thì Taryn đã có cho mình đó là cái cho tàn rồi. Như vậy là cái món đồ tiếp theo mà các người chơi pháp sư hay lên thì nên là hướng lên cái giày khai sáng để tăng sát thương cũng như là khả năng chơi khá phép nhiều hơn. Và bây giờ thì săn đuổi được bật ra, Sunky đang khá là yếu máu, rất đen cho Taryn nhà. Bây giờ mà có phán quyết thì một phán quyết thôi là chắc chắn là Saluki phải nằm xuống rồi. Để xem nào, ui kéo lại chuẩn xác đến từ người chơi ọp này. Dòng siêu lộn không thể nào mà chạy được. Đây rồi, phán quyết rồi, tụ lên mà thôi. Và bây giờ chắc chắn là một người phải nằm xuống. Điểm hạ gục được dành cho Taryn, và người vừa rồi bị hạ gục đó là Zayt trong tay của TCM. Một tình huống chấp thời cơ rất nhanh chóng. Khi mà các bạn mà có cho mình được cái chiêu quấy phán quyết này rồi thì cứ dùng thôi. Thậm chí rằng là nhiều khi không cần phải đợi đối phương ít máu đâu, mà chỉ cần đối phương cảm thấy rằng là mình có thì mình dùng để cầu máu với đối phương. Với đoạn cuối cái phán quyết này, dường như là một phán quyết thì các người chơi yếu máu như là Marco, Rion hay là Zayt, thậm chí rằng là Kiza xạ thủ của đối phương nữa, thì dường như sẽ mất đi cho mình ít nhất là 2/3 cây máu. Còn nếu như mà chưa có kháng phép thì chắc chắn là một nửa cây máu. Taryn thì cái combo của Taryn thì rất là đơn giản, mà chỉ việc dùng cho mình đó là phi kiếm, xong rồi quét kiếm, xong rồi sau đó dùng kỹ năng chặn mà thôi. Nếu như mà khép góc được thành công bởi kỹ năng chặt kiếm của mình thì rất dễ dàng phải tung kỹ năng thôi. Khi mà hiện tại thì Taryn đa phần mọi người lên theo lối chơi đó là đánh thả diều với cái món đồ đó là băng cầu, khả năng làm chậm thì tung kỹ năng hoàn toàn là dễ dàng. Đấy, cắm kia mắt kiểm soát rất nhiều để có thể kiểm soát được toàn bộ cái lượng tầm nhìn bản đồ này. TCM có mặt đây rồi, và GB ngay lập tức tấn công và kiếm trận được mở ra, một bổ đến từ ọp nằm xuống ngay lập tức. Và bây giờ dòng sơ lộn có mặt ở ngay sau đây, nhưng liệu rằng có lá chắn công lý vẫn là không đầy. Bão điện từ được ném ra, lá chắn công lý được bật lên, nhưng GB vẫn đang cố gắng giữ vị trí, chặt kiếm được thành công rồi. Chưa quá nhiều áp lực ở khu vực đường giữa cho GB này. Kadea vẫn đang khá là đẹp, một cái cung ánh sáng được xả ra khiến cho GB bắt buộc phải đi về mà thôi. Hiện tại thì với việc là chưa có cho mình được cái phong linh hay là một cái món trang bị như kiểu là giáp ngọc để có thể khả năng hồi mana, thì Taryn dường như là chỉ sử dụng một vài cái kỹ năng của mình là dường như hết mana rồi. Như kiểu GB bây giờ lượng mana của anh ta không còn quá nhiều nữa, nhưng Kinnert muốn bắn thẳng vào mặt của dòng siêu lộn săn đuổi hiện tại là chưa có. Chứ nếu có mà xảy ra thì dòng siêu lộn cũng rất khó là trốn thoát trong pha thi đấu vừa rồi. 30 giây nữa là có phán quyết rồi, nên là đợi phán quyết của Taryn để có thể giao tranh tiếp theo. Đây,
Lượng đồ hiện tại thì dường như là nếu như lên xong cái dây khai sáng này là chắc chắn là hướng lên băng cầu rồi, để tung kỹ năng chuẩn xác hơn. Với việc là cái món đồ băng cầu này thì cái khả năng làm chậm là có đấy, nhưng mà cái khả năng hồi phục vẫn là chưa có và không có phong linh trên người. GB này quét kiếm vào mặt của đối phương, kéo không chuẩn xác rồi. Nếu mà kéo trúng ăn thêm cái chặt kiếm nữa vào đầu thì rất khó dành cho Kiza Rion. Như vị tướng yếu máu mà bị kéo về cái lưỡi liềm của người chơi Ryu này. Orb đang đi ra kiểm soát tầm nhìn để xem là Tadin có muốn là đi theo cùng đồng đội của mình không đây. Phán quyết được mở ra, check tầm nhìn là chủ yếu mà thôi. Chứ hiện tại thì Tadin nãy giờ anh ta cũng không check bản đồ quá nhiều. Check tầm nhìn, dường như là cái phán quyết này nó đem cho người mọi đem cho đội tuyển bên phía đội xanh một con mắt kiểm soát toàn bộ bản đồ. Đây, chỉ cần sử dụng một chút kỹ năng thôi mà Tadin bắt buộc phải đi về rồi, khi mà hiện tại cái lượng hồi phục mana của anh ta không phải là quá nhiều. Lượng trang bị cần phải thêm nữa khi mà Tadin là một vị tướng đánh Velvet khá là khỏe. Nếu như đánh giá Tadin Velvet thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ thua con bài Marco mà thôi, còn so với Rion thì chắc là ngang cơ. Teresa Velvet thì không được đánh giá là quá khỏe cho lắm, khi mà đây là một vị tướng có thể đường đánh ở đoạn đầu và giữa trận đấu mạnh. Còn về cuối trận đấu thì dường như là Teresa không đem lại quá là nhiều những cái tác dụng trong những pha giao tranh tổng, thì là nhỏ lẻ. Còn Tadin thì với cái bộ kỹ năng và cái giáp thương lan của mình tiếp tục sử dụng phán quyết và để làm chậm đối phương và biết được rằng là Jin đã có mặt đây rồi. Jin chắc chắn là bắn vào mặt Marco, ui quá đen luôn. Khi mà Zed lại xuống ngay lập tức khiến cho là Marco cùng với đó là Zed tấn công được thẳng vào vị trí của Jin. Đây Staluki khá là yếu máu đây rồi. Đang hơi yếu máu từ vị trí của Staluki nhưng GB cũng như vậy và đang bị săn đuổi. Ui Zed của TCM dịch chuyển quang học ngay từ khu vực hàng con rồng này lên. Không chắc hơn đó là hàng con quỷ vương lên, khiến cho là Tadin không kịp sử dụng cái tốc biến của mình. Có thể thấy được rằng là nếu như mà những người chơi hỗ trợ và những người đồng đội của mình mà không có những con mắt ở khu vực dọc sông quá nhiều thì Tadin dường như là hơi mạo hiểm. Khi mà đi sang khu vực dọc sông này mà không có mắt thì chỉ cần một tình huống bị dính dịch chuyển quang học và lao lên thôi thì không có kỹ năng nào giúp cho Tadin chạy trốn được. Tốc biến cũng chưa chắc là đã kịp dùng. Nhưng mà bây giờ thì sát đường của Tadin hiện tại là có nhiều rồi đấy. Đây phán quyết được mở ra và tôi nghĩ rằng là Kiza không còn quá nhiều máu nữa. Nhưng mà các đồng đội đang đánh triển khai là khu vực đường trên này. Nãy giờ Tadin thì có thể thấy được rằng là chiếc Tadin này đánh đi ram chưa nhiều cho lắm thì phải. Nhưng mà nãy giờ anh ta chỉ chủ động đó là sử dụng phán quyết, ngoài ra là cứ farm hết được lính rồi về thôi. Bây giờ để ram lên khu vực đường trên này để kiểm soát toàn bộ cái trụ này. Đây một quét kiếm mà tôi Lily xả săn đuổi ra và có điểm hạ gục của Amara rồi. Chưa có gì phải mở đầu hàng cả. Một tình huống đi hơi lỗi của Lily mà thôi. Tadin vẫn đang cố gắng đợi những bộ kỹ năng của mình, nhất là cái phán quyết này đang đứng trên mắt của đối phương. Tầm này thì để solo với cả TCM thì nếu như mà TCM mà dịch chuyển quang học đi mà né được kỹ năng của Tadin thì có vẻ sẽ là một tình huống solo kill thành công. Ui tốc biến lên sử dụng quét kiếm và có được mạng Kiza ngay lập tức ở trong pha thi đấu vừa rồi. À, có thêm một cái tip nữa mà mình muốn chia sẻ với anh em, đó là khi mà sử dụng Tadin thì mọi người có thể sử dụng cho mình đó là combo quét kiếm kết hợp tốc biến. Nếu như mà mọi người chậm tay thì có thể sử dụng tốc biến trước xong quét kiếm cũng được. Còn nếu như mà nhanh tay thì quét kiếm xong tốc biến cùng một lúc là gây đột biến trong những pha giao tranh. Bây giờ cái lượng đồ hiện tại thì cũng có vẻ như là khá là đầy đạn rồi đây. Bây giờ Tadin thì không ngán bất kỳ một đối thủ nào nữa rồi, nếu như không bị dính CC của dòng siêu lộn thì không có đủ khả năng để cho Zed, thậm chí rằng Kiza không đủ khả năng solo với anh chàng này. Một quét kiếm mà thôi, chặt kiếm được tung ra, dòng siêu lộn khá là thấp máu rồi. Orb kéo về nhưng rất tiếc là kéo về chiếc Staluki, 15 giây nữa có phán quyết. Cố gắng cò quay là cố gắng phi kiếm vào mặt của TCM, kiếm trận được mở ra, sát tương được dồn vào và ngay lập tức phải nằm xuống đến từ JCB này. Hơi đen một chút, nếu như mà vừa rồi mà JB thi đấu cẩn thận hơn một chút, thả diều đánh không nên quá hổ báo trong pha vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là đợi phán quyết để hồi xong thì rất có thể là một tình huống dễ dàng là triple kill mà thôi, khi mà lượng máu hiện tại hai thành viên phía đối phương không là quá nhiều. Lê Nhi của đường trên này đã bị khép góc à. Hiện tại thì 13-16, những người đồng đội của Tadin đang thi đấu chưa được tốt cho lắm thì phải. Phán quyết là mở ra check tầm nhìn để báo hiệu cho Jin biết được rằng là ngay sau lưng anh ta thôi. Đó là có quá nhiều thành viên phía đối phương áp lực ở đây. Đấy rồi, với chất tướng Tadin này thì khả năng dọn dẹp lính là một cái điều hoàn toàn là dễ dàng. Không có quá nhiều, chỉ một quét kiếm, một phi kiếm là coi như là clear hoàn toàn một đợt lính này rồi. Độc biến 16 giây nữa hồi, như vậy là cho phép GB 16 giây nữa là có khả năng là thi đấu ổn áp hơn đấy. Bởi vì có khả năng truy đuổi cũng như là thoát thân đi với cái tốc biến này, một cái công cụ trốn thoát duy nhất. Khi mà ván thi đấu này tôi chưa thấy là GB lên cho mình đó là món trang bị phong linh. Như vậy có vẻ như là muốn hướng tới đó là cái giáp ngọc để có thể là khả năng tăng khả năng hồi phục hút máu phép nhiều hơn. Đây một phán quyết tôi mà lucky ngay lập tức là mất đi cho mình nửa cây máu ngay.
lượng trang bị bây giờ của Tadin sắc phép là quá nhiều rồi. BS Man tốc biến qua tường bị làm choáng. Bị làm choáng. Và đây rồi, trận đấu chúng ta bị trục trặc một chút mà thôi. Và bây giờ GB có mặt ở đây, cố gắng quét kiếm thẳng vào vị trí của Miat. Nãy có một chút trục trặc của bên lỗi kỹ thuật khiến cho là hơi gián đoạn một chút, không sao hết cả. Đây, phán quyết được mở ra và bây giờ thì Miat đang khá là yếu máu đây. Cái phán quyết này đó, có cái băng cầu rồi thì nó sẽ là một cái lượng làm chậm khá là lớn đến từ cái băng cầu này ở từ xa mà thôi. GB đi ơi, lỗ dòng tốc biến lập tức thoát đi, dòng siêu lộn lao lên, cố gắng sử dụng cho mình là trang công lý nhưng mà chưa được, bị quét kiếm quá nhiều rồi, bị mù nữa. Và một điểm hạ gục được dành cho Lily, cố gắng tả diều. Saluki đang cố gắng tấn công vào vị trí của GB, khá là thấp máu và phải nằm xuống rồi. Có thấy được rằng là Tadin thì những cái tình huống solo 1v1 này thì Tadin dường như là hơi yếu thế một chút, khi mà hiện tại thì cái lượng combo, cái khả năng giảm thời gian của Tadin vẫn chưa là mắc bình. Nếu như mà full giảm được ra đồ chiêu thì mới có thể là auto xả kỹ năng được, chứ không thì rất khó. Ui, orb nên là lui về đi. Hơi khó cho orb rồi, lao lên một cái thảm lửa, nướng luôn orb trên thảm lửa luôn. Phán quyết được mở ra, chưa ai phải nằm xuống cả. Có lẽ chỉ thiếu một chút sát thương nữa mà thôi. Hiện tại thì mọi người thường chơi Tadin thì ở những cái level thứ 13, những cái phút mà ở những cái phút này của trận đấu rồi, gần như là cuối trận đấu rồi, thì mọi người nên là sử dụng phán quyết liên tục. Cứ có là dùng để cầu máu đối phương, để check tầm nhìn mà thôi, bảo kê được tầm nhìn cũng như là cấu được một lượng máu đối phương. Những cái vị tướng mà không có khả năng hồi phục như là Rion hay là Marco thì chỉ cần ăn một cái phán quyết là y rằng là họ phải biến về nhà rồi. Chứ nếu mà cứ lên giao tranh với nửa cái máu thì rất khó. Dòng xin lộn bây giờ một phi kiếm mà thôi, ngay lập tức mất đi cho mình dường như là 1/5 cây máu. Quá đau rồi. Vậy cứ có phán quyết là mở, phán quyết được mở lên đây. TCM còn 2/3 cây máu lao lên đến từ vị trí của Caroline. Insect là hai người về, một tình huống phi kiếm. GB có một điểm hạ gục, tiếp tục chặn kiếm vào người của Miat để xem được muốn đuổi theo không nào. Bây giờ chỉ đợi tốc biến thôi, chưa có quá nhiều công cụ tiếp cận. Ô, Miat làm cái gì đây? Ơ, thi đấu hổ báo cáo trồn này, một tình huống hơi ngáo ngơ. Con này vàng này hơi ngơ rồi. Và bây giờ GB nên là lui về, lượng mana không còn quá nhiều, quay lại quét kiếm tấn công một Saluki, chỉ là trao đổi thức mà thôi. Ui, bây giờ mà về là đẹp, bây giờ về đẹp, không nên là lui về farm lính đi. Qua ra kill cho Rion rồi. Có thấy được rằng là cái con bài Rion này thì chơi khá là dễ hơn Tadin, khi mà cái bộ kỹ năng của nó thì xả nó đồng đều với nhau hơn, vì nó có một cái khả năng khống chế cứng đến từ cái nội tại của cái lôi điện. Nhưng mà với việc là Tadin thì có cái chiêu cuối ngăn cách địa hình này thì vẫn được khá là nhiều tin tưởng dùng hơn, khi mà hiện tại thì khả năng ngăn cách địa hình nó sẽ là tạo một cái bước ngoặt trong giao tranh khá là lớn. Mọi người khi mà chơi Tadin mà ngăn cách địa hình mà chuẩn với cái chặt kiếm của mình thì hoàn toàn là khép góc đối phương, thậm chí rằng là khép vào những góc đẹp và y rằng là nhốt đối phương bên trong ấy luôn, không thể nào di chuyển ra được. Như kiểu là cái khép vào cái góc tường tam giác ở khu vực hàng con quỷ vương này thì rất là khó cho team đối phương. Quét kiếm rồi, sử dụng một tình huống quét kiếm và phi kiếm, y rằng là cái đàn lính này bị clear rồi. Nãy giờ thì khả năng đánh GB, đánh con Tadin này thủ trụ là khá tốt. TCM bị cầu máu một phán quyết, nhưng sát thương vừa rồi của Jin là chưa đủ. Nãy giờ thì những người chơi bên phía đội tuyển của team đội xanh họ đang thi đấu hơi thiếu một chút, đó là cái khí thế khi mà liên tục những tình huống cần thiếu sát thương. Thậm chí rằng GB nãy giờ anh ta vẫn làm là khá tốt với những tình huống phán quyết của mình. Đây, phi kiếm hang khu vực con quỷ vương này đánh dấu khiến cho là đối phương không dám tiếp cận hang quỷ vương mà thôi. Đây, Trường cố gắng tấn công quỷ vương này thì chặt kiếm này, phi kiếm chưa được tung ra, Trường tốc biến đi rồi, như vậy là lấy được tốc biến của đối phương. Phán quyết được mở ra để ép cho pha giao tranh này, dòng siêu lộn khá thấp máu. Ui, chưa đó thì cũng biến về, mà bây giờ mình có phán quyết là để xem dùng luôn đâu. Cứ có là dùng thôi. TCM bắt buộc quả này là phải đi về rồi. Lấy đâu ra máu, thậm chí rằng phán quyết vừa rồi cũng giúp cho người đồng đội của mình nhưng lấy được mạng của Rion thì phải. Đây, bây giờ lại có tốc biến rồi đây. Để xem là GB anh ta có sử dụng cái combo mà tốc biến hay không, quét kiếm tốc biến hay không. Một combo phải nói là khá là nhanh tay và đem lại những cái hiệu quả gây đột biến trong những pha giao tranh khá là nhiều. Ui, TCM solo với cả Jin, mưa tên tập kích được tung ra nên chưa có điểm hạ gục. Cứ đuổi đi, tốc biến lên, phi kiếm đến từ GB có điểm hạ gục rồi. Khá là dễ dàng, thậm chí rằng là pha vừa nãy thì tôi đánh giá là hơi thừa cho cái tốc biến. Nếu như mà GB cứ đuổi cò quay thêm trong khoảng 5 giây thôi để hồi được cho mình, đó là cái phán quyết này thì chạy đường trời. Bây giờ phán quyết lên khu vực đường trên này để giúp cho người đồng đội Lily của mình sống sót được lâu hơn, nhưng có vẻ như là cũng không được lâu cho lắm. Khi mà sát thương của Lily nãy giờ là chưa nhiều. Hai xạ thủ Jin và Lily bên phía đội xanh chơi combat cũng như là cái giao tranh nhỏ lẻ nó hơi yếu thì phải. GB 7-4-1 rồi.
cái KDA lãi dòng pháp lính của anh ta đang là khá tốt với 149 chỉ số lính ở thời điểm hiện tại. Cũng là một cái chỉ số lính khá là ổn áp khi mà Tadin thì không phải vị tướng pháp lính quá khó cho lắm. Như đánh giá ở những cái vị tướng mid của AOG thì tôi nghĩ rằng là chỉ có Terasa là farm hơi khó thôi. Bởi vì cái kỹ năng của con tướng này là nó không được có khai sát thương thì rộng quá nhiều. Còn Tadin, Marco hay là Grim thì đều là nhanh chóng. Một phi kiếm Miad bất đi cho mình 1/3 cây máu. Dòng siêu lộ lao vào, là trong lý được bật lên. Thảm lửa nướng đi các thành viên đối phương. Không được rồi. Và TCA mất đi cho mình nửa cây máu. Cái phán quyết này cùng ánh sáng đem ra. Kỳ rất cố gắng khép góc về CB cứ đét sát thương sau rồi. Lao lên. Phi kiếm này điểm mà cũng được dành cho Jin trong pha thi đấu vừa rồi. Tiếp tục đuổi theo. Insect thì không là Insect là hai người về. Tiếp tục là chuẩn xác quét kiếm chặn kiếm tung ra. Khi mà đối đồng đội của mình Insect được về thì hoàn toàn là quá dễ dàng rồi. Như kiểu một con mồi ngon lao vào và GB cứ thế là sát thương mà thôi. Với tình huống phi kiếm và quét kiếm của mình. Và đặc biệt là nếu như mà Caroline mà kết hợp được cùng với nó cái chặt kiếm của con bài Tadin này thì dường như là cái bộ combo quá hoàn hảo đi. Nhưng nên nhớ rằng là con Tadin này nó có một cái điểm bị counter, đó là cái đồng hồ cát ở trong game. Cái đồng hồ cái trượng phòng hộ thì phải. Nếu như mà đồng đội mà đối phương mà bấm cái đồng hồ cát này thì các bạn ulti là dường như là không bị mất máu. Đối phương là coi như là bất tử trong vài giây rồi. Miad bị tấn công bởi Jin đây, bây giờ mới lên tiếng. Có bùa quỷ vương rồi thì cứ thế mà Odin vào nhà thôi, không việc gì phải vội vàng cả. Cứ đi từ từ vào nhà đẩy dần dần. Sát thương tay của Tadin cũng là khá khỏe, khi mà đánh vào trụ thì cũng khá đau đây. Hiện tại Lenny đang khá nhiều máu, bát đi từ xả ra, GB lập tức né sang một bên. Trong khi đó kiếm trận được tung vào khiến cho là Rion đang tặng Sasuke bị đẩy về. Ui yêu máu nên là lui về đi, không nên giao tranh. Đây, hổ báo đã quét kiếm thành công và GB dường như là suýt chút nữa có điểm hạ gục rồi. Phán quyết được mở ra trường yêu máu và nhiệm vụ còn lại là có vết của những người đồng đội mà thôi. Bấm được hóa vàng đây, bây giờ hóa vàng lên cùng ông táo luôn rồi. GB nãy giờ thi đấu khá là tốt là trong cái tình huống thi ở những pha giao tranh vừa rồi. 7-4-19 Tadin thì dường như là mang thì đường đó là hỗ trợ là nhiều hơn khi mà cái khả năng mà cái đòn khả năng kết liễu đối phương là không nhiều. Và bây giờ thì mình cũng xin là kết thúc cái video gameplay này và hẹn mọi người ở trong những video sau của Gang Studio.